Có thể nói là bão số 9 là một cơn bão nguy hiểm, được nhận định là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Từ tối và đêm qua đã gây mưa lớn, gió mạnh cho nhiều nơi miền Trung và Tây Nguyên. Vâng, sức mạnh của cơn bão này còn có nhiều điểm tương đồng với một số cơn bão khác đã từng gây ra nhiều thiệt hại trong quá khứ. Và hãy cùng điểm lại những cơn bão mạnh trong 15 năm qua ngay sau đây. Đây là đường đi của những cơn bão mạnh đã đổ bộ và gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh thành miền Trung trong 15 năm qua. Cơn bão số 9 này về quỹ đạo được nhận định là tương đồng với bão Damrey năm 2017 và về cường độ thì khá giống với cơn bão số 6 có tên quốc tế là Sangsen năm 2006. Khi đó thì bão Sangsen đã đi vào vùng bờ biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ngày 1 tháng 10 năm 2006 với cường độ cấp 13, giật cấp 14. Bão đã gây ra mưa to, gió lớn và ngập lụt nghiêm trọng. Hậu quả sau bão khiến cho 68 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương. Bão làm hư hại và phá hủy gần 270.000 ngôi nhà, gần 700 thuyền đánh cá bị chìm, quật ngã hàng ngàn cây xanh và cột điện, gây ngập trên diện rộng. Thiệt hại về hoa màu, lúa, diện tích nuôi trồng thủy sản và gia súc gia cầm là rất lớn. Vâng, có thể thấy là cơn bão số 9 năm nay có nhiều điểm tương đồng với cơn bão Sangsen cách đây 14 năm và hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ càng, huy động tổng lực ứng phó với cơn bão số 9 thì sẽ giảm thiểu được tối đa thiệt hại về người và của. Vâng, cũng xin được nhắc lại là bão số 9 đang áp sát vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, mưa mỗi lúc một dồn dập hơn, mưa có thể còn gia tăng sau bão do hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh xuống vào chiều tối và đêm nay. Vùng mưa lớn mở rộng từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên và cả phía Bắc Tây Nguyên, trong đó khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên mưa tập trung trong ngày hôm nay và ngày mai với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm cả đợt, Kon Tum, Gia Lai 150 đến 250 mm cả đợt. Nghệ An đến Quảng Trị mưa kéo dài hơn tới ngày 31 tháng 10 với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm cả đợt. Riêng phía Nam tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa đặc biệt lớn 500 đến 700 mm cả đợt. Vâng, bão số 9 được nhận định là cơn bão mạnh có sức tàn phá lớn và thậm chí là sau khi bão đi qua thì hoàn lưu sau bão cũng rất đáng lo ngại. Hoàn lưu sau bão số 9 sẽ gây ra mưa to đến rất to cho các tỉnh miền Trung và chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn vào lúc 1 giờ sáng nay với ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và công tác ứng phó với bão số 9. Có thể nói là trong vòng hơn một ngày rưỡi, chúng ta đã hoàn thành một cái khối lượng rất lớn cái công việc ứng phó với cơn bão số 9 này. Sáu cái tỉnh trọng điểm của chúng ta từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên thì chúng ta đã tổ chức toàn bộ cái tuyến hoạt động của biển. Thì chúng ta tất cả những cái hoạt động kinh tế đã được cảnh báo, đã được yêu cầu thực hiện đúng cái tinh thần của cái chỉ thị của Thủ tướng cũng như là cái công điện của mới nhất của Thủ tướng và của Ban Chỉ đạo. Cái thứ hai, chúng ta đã tổ chức cho 45.000 tàu thuyền và khoảng 300.000 ngư dân chúng ta cơ bản ra khỏi cái vùng nguy hiểm của cái vùng bão. Thứ hai nữa là chúng ta đã tổ chức cho 188.000 các cái lồng bè nuôi cá và nuôi thủy sản để đảm bảo an toàn cho ngư dân chúng ta. Đồng thời chúng ta đã tổ chức khối lượng di dân tới 98.000 hộ và khoảng 400.000 dân ở 6 tỉnh này đến nơi trú tránh an toàn. Thì đây là một cái khối lượng công việc rất lớn. Cùng với đó là các cái hoạt động trên biển, tất cả từ giàn khoan, các hoạt động kinh tế ở cả các trên đảo là chúng ta hướng dẫn. Trong bờ thì chúng ta đã tập trung hướng dẫn các cái 6 cái địa phương này, hướng dẫn bà con chằng chắn nhà cửa, rồi tất cả kho tàng, tất cả các công trình từ công cộng đến của dân. Thì chúng tôi đi kiểm tra đánh giá là cơ bản chúng ta đã đảm bảo khối lượng này. Để kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai mưa lũ gây ra, chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định xuất cấp bổ sung không thu tiền 6.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Trong đó, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ là 2.500 tấn, tỉnh Quảng Trị 2.000 tấn, còn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh 1.000 tấn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo, còn Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.